vị và các bạn, nếu như ở thành thị thì lượng rác thải sinh hoạt đang tăng lên với tốc độ đô thị hóa, thì đối với những vùng nông thôn, đặc biệt là vùng trồng rau, trồng hoa và sản xuất nông nghiệp chính của tỉnh Lâm Đồng, thì lượng rác thải đồng ruộng cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Để nâng cao nhận thức cho người nông dân trong việc sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ môi trường xung quanh, thì các cơ sở hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình thu gom rác thải, lồng ghép với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Mỗi ngày, chị Vũ Thị Lan, ngụ tại xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, lại cùng các chị em hội viên phụ nữ địa phương tranh thủ thu gom rác thải trên đồng ruộng, tập trung đến nơi xử lý. Thói quen này được hình thành khi họ tham gia vào câu lạc bộ xây dựng tuyến đường không rác do Hội Phụ Nữ xã phát động từ năm 2013. Mô hình đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc tập hợp người dân vào ngày 25 hàng tháng để cùng chung tay dọn dẹp khu vực mương nước, ao hồ tại khu sản xuất nông nghiệp và các tuyến đường liên thôn liên xã còn tạo nên tính đoàn kết của cả cộng đồng. Dành ít chút để đi nhặt những cái thứ chai thuốc với lại cái rác để sạch sẽ. Chị em thì cũng rủ nhau đi để nhặt để cho nó sạch. Còn tại huyện Lạc Dương, địa phương có hơn 3.000 hectare diện tích gieo trồng rau và 615 hectare trồng hoa. Vấn đề rác thải nông nghiệp xả ra môi trường cũng được người dân quan tâm. Với bà Phan Thị Anh, để chăm sóc 4 sào hoa hồng vào mùa mưa, cần phải phun thuốc bảo vệ thực vật từ 6 đến 7 lần mỗi tháng. Vì thế, cùng với lượng rác thải đồng ruộng gồm cành lá, vỏ chai thuốc thải ra là khá lớn và cần phải xử lý để tránh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Vì lẽ đó, bà Anh đã tham gia vào tổ phụ nữ thu gom xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp nhằm từng bước bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Người dân ở đây là sử dụng cái nguồn nước ở trong hồ đăng ký, mà tất cả các cái suối là từ ở các cái thôn bản là đều chảy tập trung về đó. Cho nên là mặc dù thì nguồn nước là đã có là xử lý, nhưng mà các cô cũng cảm thấy rằng là nếu mà không làm tốt cái khâu mà thu gom rác thải này thì các cái chất bảo vệ thực vật không thể mà xử lý được đảm bảo 100%. Để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của là người sử dụng thì các cô đã ý thức được là mình phải thực hiện cái khâu là vệ sinh đồng ruộng. Chúng tôi đã triển khai sâu rộng đến hết các cái hộ làm vườn, là hội viên phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mà có cái ý thức hơn cho chị em là người dân tộc. Trước hết là về cái bảo vệ cái sức khỏe của mình là người trực tiếp làm vườn, sau nữa là về cái vệ sinh môi trường không xả ra xung quanh, ảnh hưởng nhất là ô nhiễm nguồn nước. Thì chị em cũng đã hưởng ứng rất tích cực và đã có những cái kết quả từ những hộ là hội viên phụ nữ thực hiện rất tốt cái mô hình này. Thì tới đây là bà con xung quanh cũng đã tham gia tích cực và đã có những cái đóng góp trong cái thực hiện cái cuộc vận động 503 sạch của hội phụ nữ phát động. Những hành động tuy nhỏ nhưng đã góp phần vào việc hoàn thành tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và có một ý nghĩa rất lớn trong việc chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mọi người là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh.